nào mà vô sau vô trễ thì coi như hủy kết quả. Bạn nào bỏ lỡ mini game thì chúng ta có thể sang mini game khác, ok chưa? Bởi vì quà thì số lượng có hạn, thời gian thì cũng ít lắm, cho nên nếu bạn nào không tranh thủ thì không có quà đâu nhá. Ok, thời gian dành cho mọi người là 1 phút 30 giây, mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Đây, đang đọc comment của bạn đây, rất nhiều người luôn, mình đang thấy rất là nhiều comment của các bạn, rất là nhiều các bạn luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã vô xem livestream của mình nha. Chia sẻ 5 lần nhóm được không chạy được luôn Thúy Ái ơi, nhưng mà nhớ chụp màn hình và chia sẻ gửi tin nhắn nha. Chia sẻ nhóm mà không chụp là không biết là bạn chia sẻ nhóm nào đâu ấy. Ok, và Quỳnh sẽ bắt đầu chuẩn bị bấm giờ đây, các bạn sẽ có 1 phút 30 giây được chưa nào. Nhớ chia sẻ cho Dũng cho Quỳnh là một lần chia sẻ luật chơi rừng ghẻ nó là lần cuối nè. Một lần về trang cá nhân, 4 lần về hội nhóm, nó cho là chia sẻ đủ cho Quỳnh 5 lần ha. 5 lần để chế độ công khai. Rồi chụp màn hình và chia sẻ của bạn lại gửi tin nhắn cho Quỳnh, chỉ cần như vậy thôi. Được chưa? Xong bước chia sẻ, qua bước comment. Comment cho Quỳnh, họ và tên, sorry mọi người, comment Quỳnh, nhận quà miễn phí cũng kèm với ngày tháng năm sinh. Đơn giản đúng chưa? Bắt đầu Quỳnh bấm giờ nha, 1 phút 30 giây bắt đầu. Nhanh tay thì có, chậm tay là hết nha cả nhà ơi. 1 phút 30 giây bắt đầu quay, bắt đầu bấm giờ rồi đấy. Quỳnh mà quay bạn nào mà chờ chúng game xong mới chia sẻ, Quỳnh mà biết là Quỳnh không tặng quà đâu nha, không tính quà đâu. Chứ gì nữa, phải chia sẻ công bằng đúng không mọi người? Chơi game rồi chia sẻ công bằng. Ở đây ai cũng chơi game, ai cũng chia sẻ, và phải công bằng với cả Quỳnh nữa đúng không? Quỳnh tặng quà cho mọi người mà đúng không nè. Đấy, cho nên là phải chia sẻ livestream dỗ cho Quỳnh nha. Rồi Quỳnh đã bấm giờ rồi đấy, thời gian đang trôi qua và các bạn nhanh tay lên. 30 giây trôi qua đấy, các bạn còn 60 giây cuối cùng thôi đó. Mà comment cho Quỳnh là nhận quà miễn phí cộng kèm số điện thoại comment dưới này thật nhanh. Và nhớ chia sẻ đầy đủ cho Quỳnh. Một lần chia sẻ với trang cá nhân, 4 lần hội nhóm, 5 lần chia sẻ chụp lại gửi tin nhắn cho Quỳnh nha. Nhiều quá. Hello, hello mọi người. Hello. Nè, bạn nào mới vô thì xin chào mọi người, tương tác với nhau một tí nào. À, bật mí cho mọi người là để mà chơi game mà mọi người tương tác tốt ấy, biểu phân cứng nó sẽ cập nhật mỗi tuần, được chưa? Thì để mà có cái biểu tượng phân cứng mọi người tương tác tốt với shop của Quỳnh trong tuần trước là tuần sau sẽ có biểu tượng phân cứng. Mà có biểu tượng phân cứng là nó sẽ rất là dễ độ comment, tức là kiểu như là giống như là cái đặc quyền như đó, mọi người comment nó sẽ rất là dễ nổi lên trên máy chủ ấy, ít bị trôi. Cho nên là mọi người tương tác tốt với nhau một tí về trùng game lắm nha. Ok, giờ bắt đầu chuẩn bị Quỳnh quay đây. Quỳnh bắt đầu chuẩn bị quay đây. Ai chưa chia sẻ livestream chia sẻ ngay đi. Ai chưa comment comment ngay luôn cho Quỳnh đi. Quỳnh bắt đầu chuẩn bị quay luôn đây cả nhà nha. Nào chuẩn bị đếm ngược với Quỳnh. 10 giây cuối cùng dành cho tất cả chúng ta nào. Nhận quà miễn phí cộng kèm với ngày với cái số điện thoại luôn nào. Chào Quyên, chào Đặng Thị Mỹ Quyên, hello Quyên. Hello cả nhà. Rồi quay luôn nha cả nhà ơi. Ai không chia sẻ ráng chịu nha. Vô sau vô trễ ráng chịu, Quỳnh quay luôn nha. Hết giờ hết giấc rồi, thời gian đâu chờ đợi ai đâu nữa mọi người ơi. Lỗ rồi, thấy chưa, lỗ giờ này. Quỳnh quay luôn mọi người nha. Quay luôn nha. Chuẩn bị quay luôn, đếm ngược với Quỳnh. 10 giây cuối cùng dành cho tất cả mọi người nào. 10 giây cuối cùng dành cho tất cả chúng ta. 10 9 8 7